Xin chào các bạn. Ô, ở tập trước là mình lượm được cục kia rồi, mình đã chế tạo được vũ khí hạng nặng. Thôi, thực ra mình nói lâu, đây là robot bắn súng. Mình khởi động nó cho nó đèn thì nó sẽ bắn rất là nhiều quái. Đây mình sẽ khởi động nó nha. Đợi mình chút xíu nha bạn ơi. Bạn ơi, mình đã trở lại rồi đây. Từ nãy giờ mình nghe tiếng động bên kia, ghê quá. Ở đây cái súng của mình, đây mình được sửa chữa nó rồi, súng rất là xịn luôn, mà hiện tại là mình chẳng có viên đạn nào cả. Ok, đủ cái xe trộn ngoài rất là lớn. Giờ thì dừng dịch, bây giờ thì để mình một xíu nữa thôi. Bạn ơi, hiện tại là tình trạng đang rất nguy cấp. Ok, máy quay đây. Ok, đã tu sửa lại cái căn cứ rồi. Và mình cũng tìm được một cái máy tính mới. Cái hộp máy tính thôi. Nhưng mà cái căn cứ này chặt hẹp quá, chúng ta không thể ở đây mãi được. Chúng sẽ biết được căn cứ của chúng ta. Các bạn ơi, mình sẽ dọn căn cứ đi chỗ khác. Rồi, mọi người ơi, mình đã đi ra ngoài. Chứ cái căn cứ chặt hẹp đó chúng sẽ biết chúng mình ở đâu. Mà đợi mình chút xíu nữa, mình sẽ tìm lại cái căn cứ đó. Ở đây là có của em, căn cứ này em đã làm ra có lớp tài nhìn trắng, nhưng chỉ mỗi chúng ta đi qua được, không có cái ô nào đi qua được thôi. Ok, và bây giờ mình nói thật, đây là cái căn cứ mình đi cắm trại lúc mà chưa xảy ra dịch bệnh, và đây là nơi biết chỗ ngồi đến lúc mình ngủ, và đây là nơi để súng. Đây mình sẽ để súng trong đây, em mình sẽ ngủ dưới đây, mình sẽ ngủ trên đây. Ok, đó mình xuống mấy cái bị cắt tông hoặc mấy cái gạch cho thằng em mình nằm đây, cứ thấy tội nó quá à. Đi sau này ở nhà đó nha, đi thôi. Mình sẽ quay lại chỗ đã lấy đồ tu sửa được cái căn cứ. Đây bị cắt tông đầu tiên, mà ướt rồi nên mình không dùng. Bị cắt tông đầu tiên này. Xịn vỡ lơ. Cái này không bị ướt nha. Kiếm được tông thứ hai. À, cái này cái tông thứ hai đây. Những cái hộp giấy đồ để mình chết. Xịn. Sony ơi, chị nó bị cái tông rồi. Bây giờ Sony qua lại cái thằng cứu hồi kia của mình đi. Mở này sáng lắm. Qua cái thằng cứu kia của mình, dọn hết đồ đẹp, chúng ta ở đây đi. Thấy chỗ này lý tưởng thiệt. Mình kêu nó qua cái căn cứ cũ để lấy mấy cái thứ đồ mà căn cứ cũ đó bị xong rồi. Ờ, không cho vậy. Chứ giờ mà em đang tu sửa cái nhà. Rồi, ok, mình đã làm xong rồi. Mình để cái camera ở đây. Chúng ta không có gì giải trí ha. Mình sẽ qua dẫn đem vũ khí đi qua lấy đồ chơi hạng vũ súng hạng nặng à. Nhưng thật ra bên đó rất là nhiều cái sinh trùng đó và zombie, chúng ta phải cẩn thận. À, có cái gậy mình sẽ đâm nó từ phía sau. Đây gậy đây. À, cái cây quỷ của ba mình lúc chưa không hả, sao ra mình đâm. Rồi thằng em mình kiếm một cái búa rồi nữa nha. Đây là cái này. Chỗ miếng con đầu đánh. Con nào mà cứ đứng đi rồi mình đánh. Đánh. Mình đi làm một con. Rồi lại dán bùa là không được. Là một lần là không được sử dụng lần hai nữa. Vậy? Dán bùa này là không được sử dụng lần hai cho những con quái vật khác. Nên trừ lại.
cầm cái camera đi, nói chuyện với mấy bạn đi. Cầm cái camera đi. Chào các bạn. Wow, mình đang nghe cây búa nên mình không làm được chưa? Vâng, bạn chờ một tí. Mình từ nãy giờ mình đi ra ngoài đây, nhưng để mình mang cái dép lại.